đưa con về nuôi đi, đứng lại đưa con về nuôi đi, tôi già yếu tôi không nuôi được đâu. Nhanh lên, về bế con nuôi đi. Đứng lại tôi bảo nha. Cô không? Hôm nào cô đem đi bỏ ở dưới đường. Con cục đứng lại đừng đi. Đứng lại, đừng đi. Em bảo gì ấy? Có ngao má? Có đâu. Nhiều không có. Đâu. Không có con ngao má đâu. Đâu. Ừ, mình không sợ đâu. Em làm gì đấy? Em đang làm gì đấy? Đánh bà thế à? Cú lắm. Ai trên này? Ai trên mái bể bục đục đấy? Có phải ông không? Em gọi xem nào. Thế ông ở đâu? Đi đánh con nào rồi. Không có tiền, em bảo
mà để đâu bẩn lắm rồi đấy. Đi tìm mẹ này, mình đi thôi. Cháu ơi, cháu có biết cái cháu bé này mẹ của nó là ở đâu không? À, đứa này hình như là con của cái bà Tâm ở trên kia kìa bà, trên núi kia kìa. À, bà dẫn nó lên kia thử xem nhé. Ừ, thế bà dẫn lên xem bà có phải không? Vâng, vâng. Cảm ơn cháu nha. Vâng. Con chim đi kìa. Đúng rồi, có con chim rồi. Đứng lại, tôi bảo nhá. Tôi bảo này. Đây có phải con của cô không? Đấy, hôm nào cô đem đi bỏ ở dưới đường. Con của cô đấy. Cô mang con về nuôi đi. Tôi già tôi không nuôi được đâu. Tôi yếu lắm, đau lưng. Yếu, tôi già tôi không nuôi đâu. Đây, con của cô đây. Cô mang về nuôi đi. Hôm nào cô vứt ở giường ấy. Tôi không nuôi được đâu. Tôi già rồi. Đứng lại. Đứng lại để nuôi con đấy, con về nuôi đi, tôi không nuôi được đâu. Già rồi tôi không làm được đâu, không nuôi được trẻ con đâu. Này, đưa con về nuôi đi, đứng lại, đưa con về nuôi đi, tôi già yếu, tôi không nuôi được đâu. Nhanh lên, về bế con nuôi đi, bế con về nuôi. Phải nuôi đi, tôi già rồi tôi không nuôi đâu. Nuôi nó đi. Mang nó về nuôi đi. Bảo tôi yếu lắm, tôi đau lưng già rồi tôi không nuôi được. Này. Để đây mày nuôi nó đi, bà yếu bà không nuôi được đâu, bà về thôi. Nuôi đâu. Đứng lại đừng đi. Đứng lại đừng đi. Đứng lại không đi. Bế con về nuôi. Mẹ không nuôi thì về ở với bà nuôi, ông bà nuôi nhá. Mẹ em thôi. Nhà thôi. Đi đường này lại em. Đi đường này thôi. Đừng có nói cái câu đấy, chúng ta phải lại một cái đấy. Bà cậu thần bé đấy. Là dắt đi thôi. Có họ bắt cậu. Bắt cậu thần bé đấy. Đi. Ôi chạy nha. Chạy tới nhà bạn đi. Ôi. Nhà đi thôi. Mở cửa ra. Thank you.
Hay là ông bón nhỉ, ông bón miếng cho nào. Bón miếng cho em. Cho em khác. Đấy. Nè. Ông nấu cháo ngon quá. Ngon nhỉ, không có ai ăn đâu nhỉ. Cho chứ nhỉ. Cháo trắng đây này. Ngon chứ. Có thì anh Chuối ngồi cửa. Chuối đi làm. Mẹ ơi. Dạ. Yêu ngon quá, em ăn ngon quá. Ông nấu cháo không đây này, không có thịt đâu. Nhà mình không có thịt. Đấy, ngon quá. Đấy. Mẹ em à, không à, nhờ bà nuôi, mẹ em nghèo không có tiền, nhờ bà nuôi. Bà nuôi em với bà, về nhà bà ở với ông cũng ăn khổ này, cháo không này. Không có thịt đâu nhỉ. Ăn nhiều vào nhá, ăn nhiều vào thật nhanh lớn này này. Ông ạ, hôm tôi dẫn con bé đi tìm mẹ nó, hôm qua tìm thấy rồi. Nhưng mà nhà mẹ nó nghèo lắm, bé tí thôi, thật rách ý. Thế là mẹ nó câm không biết nói đâu. Cứ xua xua cái tay này này, bảo ra hiệu là không có tiền để nuôi con bé. Thế bắt tôi đưa về nuôi, tôi cũng thấy khổ quá đi. Biết là ông vừa đưa tôi về nuôi này, lại còn vướng cả cái con, lại đi lại thêm cái con bé này nữa, là khổ lắm, không đánh nặng cho ông đấy. Nhưng mà thôi chả biết làm thế nào, nó rơi vào mình thì phải chịu thôi, phải cố gắng để nuôi nó thôi. Hiểu rồi, thôi mình cố gắng gọi là chăm sóc em bé nha. Ôi ui, ngon nha. Cháo không đấy mà ngon lắm. Ngon đấy. Rồi ấy. Hai ông bón nha, bón miếng à, lại bón tiếp, lại tiếp tục há mồm ra, há mồm ra. Ui dồi, còn dính đây chứ. Ăn không được nhèn ra thế đâu, ăn nuốt. Rồi ông cất nhá. Chắc là mai hôm nào ông xin cho em đi học nhá. Để khỏi đỡ rét đã, đỡ rét mưa đã, xong mới đi xin đi học nhỉ. Xin đi học nhỉ. Ê em một bé không được thơm nó đâu nha. Đấy. Sao nào em bé nó ngủ khè nhỉ. Bế ngang đây kia. Bế nhìn này này. Cho nó thả xuống cho mẹ nó ăn lên thôi. Phủi tay. Phủi áo, phủi quần đi. Này này. Này này. Này này. Em hát đi. Hát bài bà đi. Bông đi, bông cho nó ngủ khè đi. Bông đít lát. Cái tay này này, bông bông vào đít nó mới ngủ. Cho tối nay cho ngủ với em nhá. Không ngủ đâu, để cho nó ăn lên mẹ nó. Con nó đói, nó không. Có một con nó không bắt rồi. Giật tụi mình. Đấy, cái gì đấy? Tay. À, cái tay nó à? Thì cái chân nó đâu? Chân nó lên mẹ. Đầu nó đâu? Đầu nó đâu? Đầu nó lên mẹ. Đuôi nó đâu? Đuôi nó lên mẹ. Mồm nó đâu? Mồm nó lên mẹ. Đấy ạ. Ông ạ, à, mẹ nó thì câm thôi, không biết nói thôi. Nhưng con bé này nó khôn lắm. Nó khéo lắm, nó khôn lắm. Thương nó cái này à, không, mình nhận được thì cũng thấy thương, cũng thấy thích. Vui. Tôi nhận nuôi cho nó vui cửa vui nhà. Cố gắng thôi. Cố gắng. Biết là khổ lắm đấy, nhưng mà cố gắng thôi. Đấy, bắt đầu.
Đấy, con thế mà nghe. Đấy, nó kêu nào? Nó kêu nào? Nó bảo đi ăn nên nó thả nó xuống để nó đi kêu ăn nào? Mẹ nó. Nó kêu nào ấy? Thả nó xuống cho nó đi ăn.